Cháu được xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chiều hôm nay thì cháu Lực sẽ lên cùng với các anh mà đào nền cô bác. Và ở đây thì như video hôm trước thì cháu Lực cũng đã nói rồi, có một số cô bác thì cũng có gọi, cũng có gửi tiền cho cháu Lực và nhờ cháu Lực bảo là đi thuê người ta về đào giúp cho ba ông cháu, để cho ba ông cháu không phải đi lấy công nhiều ấy cô bác. Hôm nay thì lên thì không biết là gặp ba ông cháu ở nhà không. Trong thời gian qua thì cháu Lực với bạn Trình chia sẻ lên thì cũng rất là may mắn khi được tất cả quý ông bà cô chú anh chị gửi những tấm lòng vàng tới cho ba ông cháu, để ba ông cháu có tương lai có một cái ngôi nhà mới hơn. Rồi anh chào Hải nhá. Dạ, em chào anh ạ. Rồi ở nhà làm gì đấy? Ừ, nhà một tí đi cắt cỏ vậy. Một tí đi cắt cỏ à? Dạ. Anh ông với lại anh Sử đâu hết rồi? Ông với anh Sử đi chặt củi hết rồi. Đi chặt củi hết rồi à? Dạ. Ồ, thế tí để một mình đi lấy cỏ à? Vâng. Bây giờ thì ông ấy đi lâu chưa? Lâu rồi ạ. Lâu rồi à? Vâng. Ồ, cái bóng đèn mang được mặt trời này sáng lắm nhỉ? Vâng. Ở đây thì được là bác Vương Kim Thanh là nhờ cháu Lực mua này. Và bây giờ thì các em không có dùng về cái phần bóng điện lưới này nhiều nữa, là dùng bằng cái bóng này nhiều hơn. Cái bóng kia thì có sáng lâu không hả Hải? Có ạ. Có à? Dạ. Buổi tối thì ngồi đây học luôn à? Dạ. Đấy, đây thì cũng được là bà Vương Kim Thanh là nhờ cháu Lực là mua bàn với lại mua ghế lên cho các em, để cho các em ngồi học này. Tối thì Hải, tối thì hai anh em học à? Ôi, cái này cái gì đây? Em thì sắp đi lấy cỏ chưa? Bây giờ đi rồi. Bây giờ đi lấy cỏ à? Đi ở tận đâu lấy? Tận dưới kia. Tận dưới kia. Thì anh cùng em đi nhỉ? Vâng. Đấy, ông với lại anh Sử thì đi lấy củi rồi cô bác. Em Hải thì ở nhà một mình và làm những cái công việc mà như cho gà này, cho trâu, cho bò ăn này, cũng kèm theo là đi lấy cỏ nữa. Một cái cậu bé mà năm nay mới có 12 tuổi thôi, nhưng mà công việc gì em ấy cũng biết làm đấy cô bác. Có vẻ như là tí sẽ mưa to đấy nhở? Đấy, thì anh em mình đi lấy cỏ sớm sớm đi, xong là về. Ngày mai cái phần kia thì ngày mai em có đi học không? Sáng mai ấy? Có. Sáng mai đi học à? Vâng. Ồ, thì sáng mai đi học sớm đúng không? Vâng. Đi đóng cửa vào đi. Xách cái sọt mà còn to hơn cả người rồi. Ông với lại anh Sử đi đâu lấy củi biết, có biết không? Không biết à? Không biết à? Thế nãy là em đi học về là không thấy ông, không thấy ông với anh Sử ở nhà rồi à? Vâng. Hôm qua thì em bị ốm đúng không? Vâng. Đỡ hơn chưa? Đỡ rồi. Đỡ rồi à? Đỡ hơn hay là khỏi rồi? Khỏi rồi à? À, khỏi thì mới đi lấy được cỏ đấy, chứ không là không đi lấy được đâu. Đấy, còn về cái phần ruộng của nhà các em thì sắp được chuẩn bị là gặt rồi đấy nhở? Đấy, mấy ngày nào mà cùng ông với lại em Sử để cái thôi mà bây giờ thì cũng đã được chuẩn bị là gặt lúa rồi. Ôi rồi, chỗ đoạn kia là bị sạt à? Vâng. Ôi rồi, chỗ kia thì chắc là mất tầm 1-2
một hai cân thóc rồi đấy. Ông biết chưa? Biết hết rồi. Ôi rồi, chỗ này thì bị sạt này cô bác này, do là trời mưa khá là nhiều. Bây giờ thì mặt trời thì cũng đã lặn rồi cô bác. Nhìn hoàng hôn thì rất là đẹp luôn. Phải nói là thời gian nữa mà làm cái ngôi nhà của các em ở góc bên kia này cô bác này, thì có thể là một cái view mà cũng rất là đẹp luôn. Cắt ở đây luôn à. Bây giờ hai anh em là đi cắt cỏ. Cắt Hải cắt cỏ nhá. Xong rồi tí nữa anh hộ Hải là điệu về nhá. Bây giờ thì có gió khá là mạnh rồi đấy nhở. Hôm qua thì bị ốm thì ốm như nào? Bị đau đầu à? À, qua thì anh Sử đi mua cháo ấy, mua thuốc cho đúng không? Tự nó bị hay là em dầm phải mưa? Tự nó bị thôi. Tự bị à? À, chắc là hôm nọ là cũng lên trên hăng hái là đào nền quá mà nhở? Em Hải thì năm nay cũng đã lên lớp 8 rồi cô bác ạ. Có thể nói là anh Sử là cái người anh mà phải nhường cái sự học hành đó cho em Hải. Thì bây giờ em cũng đã học đến lớp 8 rồi, mấy chốc là học đến lớp 9. Nếu mà em ấy đi học tiếp thì sẽ đi học đến lớp 12. Nhưng Hải thì có muốn đi học lớp 12 không? Có ạ. Có à? Mong muốn là học hết 12 à? Đi học hết 12 thì đi học phải xa nhà đấy. Đi tận giấy huyện kia. Hôm qua là anh Trình cũng lên đây à? Vâng. Đấy, hôm nay thì cắt cỏ nhiều một tí thì để ngày mai thì sẽ cho anh Sử là cùng anh lên trên cái phần nền nhà kia kìa. Đấy, để xem người ta đào nền nhà cho mình là như thế nào. Như Hải thì có muốn ở đây không? Có ạ. Có à? Nếu mà đi ra đường lớn bên kia ở thì Hải có muốn không? Không biết đâu. Không biết đâu à? Ngoài giờ có vẻ là có gió, hơi gió một chút. Chắc là bây giờ âm thanh nó sẽ hơi bị nặng tí cô bác, bị rè tí. Rừng của nhà Hải vậy, như rừng của nhà em là ở tận đâu? Ở trên kia. Với trên kia à? Dạ. Ồ, chắc là ông ấy Sử là đi cả xem mấy cái tổ mật ong ở trên đấy nhỉ? Dạ. Em thì có biết mấy tổ mật ong mà ông để ông bảo không? Có à? Vậy. Hôm nọ thì đi lấy ông, hôm nọ thì bị ông đốt này à? Ấy Sử, em Hải thì hôm nọ cô bác thì bị cái loại ong to kia đốt rất là nhiều. Và rất là nhiều. Và cũng kịp thời là cháu Lực mua thuốc lên cho em, thì thành ra là cũng đỡ rất là nhiều. Thế con nhà chú đã về chưa? Chưa đâu ạ. Chưa à? Vâng. Con là chú thì bây giờ vẫn đang nằm ở viện nào? Viện Hà Nội ạ. Hà Nội á? Vâng. Ôi rồi. Con là chú thì bây giờ đến con là chú thì bị ông đốt bị ông đốt gọi là phải nằm dưới bệnh viện Hà Nội luôn rồi. Ui. Như kiểu trời mưa nhỉ? Yeah. Ủa, trời thì bây giờ cũng gần mưa rồi đấy. Mưa rồi. Mưa rồi, anh em mình đi về thôi nhỉ? Yeah. Mưa to hay hào đấy. Hãy để vào trong sọt đấy. Để nó xuống hết đi. Cẩn thận cái liềm nhá. Yeah. Uầy, mưa to rồi.
Phải, anh em mình đi về thôi. Đấy, chạy 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 thôi, mưa rồi. Ấy, từ nào đi, từ nào đợi đợi anh ơi. Mưa này thì hạt rất là to nhỉ. Chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi. Ấy, hai anh em vừa mới ra đây cắt cỏ, bảo là cắt nhiều của bác, nhưng mà mưa rồi. Không biết là ông với lại anh Sử thì đã về chưa? Ôi giời, mưa khá là to đấy Hải ơi. Chạy thôi. Đi thôi, đi thôi. Hôm nay thì cháu Đức sẽ đưa cái anh mà hôm nọ cùng cháu Đức lên. Là ở đây thì có một số cô bác là muốn gửi tiền cho cháu Đức, là giúp cho các em là thuê để đào cái phần nền này, để cho sau này em Hải với em Sử với ông là không có đi ra ngoài là nợ công là nhiều. Thì cháu Lực sẽ cho anh lên đây và cháu Lực ghi hình lại cho tất cả quý cô bác cùng anh chị cũng biết là cái phần nền này bây giờ thì các bác muốn là không cho gia đình của em Sử là tự đào nữa, thuê người ta ra là để đào hộ em Sử với em Hải. Thì bây giờ cháu Lực sẽ cho anh các anh mà cùng cháu Lực lên là để nhận cái phần đào đào cái phần nền nhà của các em này. Đấy, bây giờ thì như vừa nãy anh em mình cũng có nói qua một chút đấy anh, thì là có một số cô bác là không muốn là cho các em là đào để đi đổi công để đào nữa. Thì các bác muốn là cho em để thuê người về thì đào, thì anh xem hộ em nếu mà đào ở cái phần này thì rơi vào tầm bao nhiêu anh nhá. Thì anh hộ em xem là cái chỗ này anh thì cũng biết là về xây dựng rồi đúng không? Đúng rồi. Đấy, và cái nguồn nước như này hôm nọ anh em mình ra xem này anh này, thì bây giờ cũng đã gần ít đi rồi đây này. Đấy, hôm qua thì cháu Lực bảo em Sử là mở cái ránh này xuống đây cho nước này chảy đi xuống kia, và sáng sớm ngày mai thì sẽ cho các anh là lên đào ở chỗ này. Nhưng mà trong đào trong khu vực này ấy, mà nếu mà có nước mà nó chảy ấy, thì là mình có thể là làm một cái giếng ngầm luôn, cái bể ngầm luôn, bể ngầm ấy, để cho cái ống ra ngoài kia để các em ấy sử dụng nước luôn, chứ vâng, không phải dùng đến cái máy bơm biết gì để vâng, cho các em ấy như đến cái đấy luôn. Đấy, như bây giờ thì là em muốn là đào cái phần nền này ra trước đã, đều thì xem cái mạch nước của nó như thế nào rồi thì mình mới xử lý được đúng không anh? Cái đấy là phải có mạch nước nó như thế nào, nó ra từ một chỗ thì cái là cái của anh mà muốn xử lý ấy, để vâng, làm một cái bể ngầm vâng, để cho các em mới sử dụng nước luôn, chứ không phải vâng, dùng để đi dùng máy bơm để bơm từ dưới lên trên vâng, nữa. Còn mà phần đất này ấy thì bây giờ mà anh nói với em này, cái này nhá, còn đá đít thì anh chưa biết là nó đào ra đất nó như giá nào vâng. Anh thì nói với em là phần đất đá nói chung là nó cũng thế này. Cái đá em thấy thì có hai cục đá thì là đá khá là to này anh này. Đúng đấy. Đến như là bây giờ thì anh sẽ hộ em là đào đến tận đằng kia nhá. Đây đây, anh lên trên này để anh chỉnh đây. Cho em. À. Đấy. Trước khi mà đào thì là nó phải đến tầm này. Vâng. Tầm này mới đủ để ở có sân. Vâng. Có sân và đằng sau nó có thể để chờ 1 mét. Không, đào tầm thế này thì chưa ấy đâu anh, phải đào đến tận đằng sau anh này, bởi vì dưới kia là đất mượn đấy anh ạ. Anh biết là đất mượn rồi nhưng đấy, mà cái mà làm nhà ấy, đằng bên ngoài kia cũng vẫn còn 2 mét nữa mà đào được thì đến chỗ này, hoặc là nếu mà em thích mà rộng rãi nữa thì em đấy, thì em muốn là đào ở cái phần dưới chân anh này, đào chéo từ bên kia sang này, rồi thì là xem cái mạch nước với lại cái nguồn nước nó dư ra như thế nào thì mới tính là được xử lý. Nhưng mà theo như anh, cái nguồn nước này thì mình có xử lý được không anh? Có chứ anh, có chứ em. Xử lý nếu mà như trong mạch nước này nhá, mà nó ra từ một chỗ thì mình đào cái bể ngầm luôn, mình xây xung quanh xong cho ống vào cốt tiết dẫn ra ngoài kia để các em nó sử dụng ở đấy luôn, chứ không phải dùng để cho nước nó chảy đi đâu cả. Để sử dụng luôn, và
đi xuống dưới kia mà nó lại cho em nó lại sử dụng để dùng để làm ruộng luôn. Đấy, vâng. Thời gian nó có mà thời gian nó không có thì các em có thể là không cần phải hút mà hết thì nó có nước để anh em nó dùng. Đấy, vâng. Đấy, em Sử thì cũng lên đây là cô bác này. Đấy, Sử thì vừa đi đâu về đấy? Dưới nhà về. Dưới nhà về à? À thế là đi hôm nay thì có đi đâu không? Sử thì ngày mai thì anh em mình sẽ tiến hành là cho anh ra lên ra đê đảo nhá. Vâng. Đấy. Chào Sử, chào quý ông bà cô chú anh chị. Đấy rồi. Đấy hôm qua thì Hải bị ốm à? Vâng. Đấy hôm qua thì Hải bị ốm thì cũng được bạn Trình lên và mua thuốc cho em rồi thì hôm nay thì em cũng đã đỡ rồi đấy nhỉ. Vâng. Đấy mai bây giờ thì sẽ cho là đào cho các anh là đào đến đây nhá. Vâng. Đào đến tận đây này thì ngày mai là các anh sẽ lên sớm đấy. Ngày mai thì các anh sẽ lên sớm và đào cho em là đủ bao giờ đủ cái nền nhà này thôi. Đấy thì là em sẽ không phải là đào nữa. Đấy, anh thì cũng đã nói với anh rồi. Và ở cái phần gọi là anh sẽ hộ em là đào, gọi là đào bao giờ cho nó đủ một cái đủ 8 mét với lại đủ gọi là làm cái phần nền đúng không? Đúng rồi, đủ phần nền nhà của em. Thì sau này mình chỉ cần việc là đào móng thôi nhá. Đấy. Có nghĩa là ở phần dưới kia thì anh còn vẫn phải san lên đấy. Bây giờ anh nói với em này, mà đào để nó chẻ chéo để sau này mà cái làm cái móng lên ấy để còn có đất để mình san vào trong cái dầm ấy em, để cho nó bằng cái nền mặt dầm ấy thì bọn anh mới có chỗ xây được mà nó lồng khổng mà nó trơ chẩn ra cái dầm lên ấy. Wow. Anh không để anh vào đấy để anh kê chỗ xây được đúng không? Anh có thể đào chẻ chéo như ở trên kia, đào như cái nền cũ cho em là để sau này đào cái đường dầm ấy để cho đất nó lấp lại vào cái đấy chứ mình không phải tốn công vào cho các em ấy để bảo các em ấy bảo đi san nền nữa đúng không? Vâng. Còn là cái phần đằng sau này thì anh sẽ đào thỏi thỏi cho em nhé. Đấy, anh đừng có đào thẳng xuống nhá. Đấy, anh sẽ đào thỏi cho em nhé. Đúng rồi. Đấy, đào sợ mình đào thẳng nó lên thì sau này sợ nó sạt đấy. Đúng rồi. Cái đấy mình phải đào chéo này thôi chứ không phải đào thẳng được. Đấy. Bây giờ thì trời cũng đã gần tối rồi cô bác này. Nếu mà sáng mai mưa thì lên không có được đúng không anh? Mưa thì anh không lên được, nếu mà nó tạnh mưa thì anh lên. Mà đồ đạc thì nói chung là chiều nay thì anh cũng mua đồ hết rồi. Sử thì vừa chạy lên trên là lấy cái xe của em ấy xuống các bác. Rồi thì em ấy để xe ở trên kia. Thế còn về cái phần đào nền này thì cháu Lực cũng đã nói rồi. Thì sẽ không có để cho gia đình để lo lắng về cái phần đào nền này nữa. Thì có được một số cô bác là bác Trần Thị Tiên này, bác Kim Hoàng này, bác An Phạm này và bác Vương Kim Thanh này, bác Cindy Lê này có gửi tiền cho cháu Lực, và bảo cho cháu Lực là thuê người ta về là đào cho các em. Thì hôm nay cháu Lực với anh mà nhận để đào cái phần nền đấy cô bác. Thì anh có thể là anh ấy vừa làm xây dựng này và vừa làm phần nền này cho nên là cái nguồn nước này thì nếu mà đào chúng thì cháu Lực sẽ để anh ấy xử lý luôn. Và ở đây thì cũng có được rất là nhiều cô bác anh chị có điện cho cháu Lực và nói là cái chỗ đất này thì rất là thích hợp cho các em để cho các em cất và xây lên một cái ngôi nhà mới như ở đây. Còn chiều dài thì anh sẽ đào là gọi là đủ 12 mét cho em nhé. Đúng rồi. Đấy, còn chiều sâu thì anh sẽ đào là 8 mét nha anh nhé. 8 mét. Vâng. Anh đào đủ cho em 12 mét, 8 mét. Đấy, vâng. Còn phần là cái mà Việt Nam ấy thì là đến lúc mà anh đào xong đẹp thì chú em phải là như thế nào để cho anh, để anh còn để giả anh em làm. Vâng, cái này thì gọi là lúc mà tiến hành đào thì em sẽ đưa anh trước một nửa. Thì lúc mà đào xong thì em sẽ tất toán cho anh, đúng không? Đúng rồi. Đấy, nhưng mà chỗ này thì nếu mà đào thì độ tầm bao nhiêu ngày thì là xong anh? Cái này anh đào khoảng... Sứ ơi, mất nè, 3-4 ngày. 3-4 ngày là xong cái phần nền này à? Đúng rồi. 3-4 ngày thì phải là trời nắng ấy nhỉ? Trời nắng anh mới làm được chứ, trời mưa không làm được. Vâng. Đấy, nói chung là anh cũng là bảo là đi làm này thì anh cũng tầm mười mấy người mai học là như thế nào ấy. Mười mấy người lên vâng. Làm chứ không phải là một mình anh làm được. Vâng. Anh thì anh không làm được. Anh sẽ để cho anh em nó mười mấy người lên làm thôi. Vâng.
là anh cũng có mặt ở đây để anh để bảo anh em làm cho nó bằng tặng để cho nó được cho em. Hay là lúc mà anh với em nói chuyện với nhau, thanh toán với nhau thì lúc đấy anh em mình nói chuyện rõ. Hay vâng. À, vừa rồi thì em Sử là đang vừa rồi thì cháu Lực cùng em Hải là đang đi cắt cỏ của bác. Em Sử với ông thì đi lấy củi. À, nay thì đi lấy củi tận đâu hả Sử? Từ trên rừng kia à? Thế thì ông cũng về hết rồi đúng không? Ấy vừa rồi thì có cả anh mà nhận là đào nền đấy cô bác. Thì anh vẫn còn ở đây. Thì khúc này cháu Lực sẽ ghi hình luôn lại cho tất cả quý cô bác anh chị ở trên này là cũng biết. Cái phần đào thì sẽ không có để gia đình mà tự mà đào nữa. Thì sẽ thuê người ta ra đào. Đấy, Sử thì bây giờ thì không phải là gọi người về đào nữa nhá. Đấy, cái này thì anh sẽ thuê người ta ra làm. Đấy, thuê người ta ra đào cho em để sau này em không phải là nợ công nhiều nhá. Đấy, ở đây thì có bác Kim Hoàng này, bác Trần Thị Tuyên này, và bác Vương Kim Thanh này, bác An Phạm này, và bác Cindy Lê này. Thì có gửi cái tiền đấy để cho anh là nhờ người ta ra đào nhá. Đấy, ngày mai thì sáng sớm mai thì em sẽ phải dậy sớm cùng anh là ở trên này nhá. Là có thể là anh em mình sẽ hộ các anh cùng đào. Rồi thì các anh sẽ đến lúc mà thanh toán thì sẽ cho mình một ít đấy. Coi như là mình cũng là một người làm cho anh đấy. Đấy. Đấy, còn anh em mình thì nói thì vẫn như vừa rồi anh nhá. Đấy. Đấy, anh em mình đã chốt với nhau thì mọi cái là ok rồi nhá anh nhá. Chứ không là sau này sáng mai dậy anh lại nói một lời với em thì em không nghe đâu nhá. Không, anh một khi anh là con người làm ăn chứ anh không phải là con người để nói chuyện với các em xong là em lại bảo anh không lên. Anh trực tiếp anh sẽ làm ở đây. Và đến lúc mà xong thì anh em mình cũng có thể là anh em mình đi ngồi quán nước này đấy. Vâng, đấy. Để anh em mình có thoải mái và những các bác ấy đấy cũng vẫn thoải mái hơn và để cho em nó được có cái ngôi nhà để ở. Đấy, còn bây giờ thì chắc là cháu Lực không sẽ di chuyển đi về nhà thôi cô bác. Và cái thước phim hôm nay thì cháu Lực sẽ xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bạn Em. Cháu xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị.